Thiện nam tử, Bồ tát trí thiện xảo phương tiện không thả nghĩ bàn, trí nhiếp thọ chúng sinh không thả nghĩ bàn, trí hộ niệm chúng sinh không thả nghĩ bàn, trí thành thục chúng sinh không thả nghĩ bàn, trí thủ hộ chúng sinh không thả nghĩ bàn, trí độ thoát chúng sinh không thả nghĩ bàn, trí điều phục chúng sinh không thả nghĩ bàn. Bấy giờ thiện tài đồng tử nghe lời đó rồi, liền đi đến chỗ nhà vua đảnh lễ nhà vua, bạch rằng Đức Thánh con trước đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát Hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát Đạo. Con nghe Đức Thánh khéo dạy bảo, xin hãy vì con mà nói. Bấy giờ vua vô yểm túc trị lý việc quốc gia rồi, cầm tay thiện tài dẫn vào trong cung điện, bảo cùng ngồi rồi nói rằng, thiện nam tử, ngươi hãy quan sát cung điện của ta ở, thiện tài theo lời bèn quán sát khắp thấy cung điện đó rộng lớn không gì sánh bằng, đều dùng báu đẹp hòa hợp làm thành, tường bao quanh bằng bảy báu, trăm ngàn thứ báu, dùng làm lầu cát, đủ thứ sự trang nghiêm, thải đều tốt đẹp, dưới la, ma ni báu, không nghĩ bàn che phủ phía trên, mười ước nữ hầu đoan tránh xinh đẹp, oai nghi đi đứng thải đều khả ái, phàm làm việc gì đều rất khéo léo, lúc đứng lúc nằm đều nhẹ nhàng hầu hạ vừa ý của nhà vua. Bấy giờ vua vô yểm túc bảo thiện tài rằng, thiện nam tử ý ngươi thế nào nếu ta thật làm nghiệp ác như thế? Sao lại được quả báo như vậy, sắc thân như vậy, quyến thuộc như vậy, giàu sang như vậy, tự tại như vậy? Thiện nam tử ta được giải thoát, Bồ Tát như huyễn. Thiện nam tử hết thảy chúng sinh trong nước của ta đây, phần nhiều làm việc giết hại, trộm cắp cho đến tà kiến, dùng phương tiện khác không thể khiến cho họ xả bỏ nghiệp ác thiện nam tử ta vì điều phục những chúng sinh đó mà hóa làm người ác tạo các tội nghiệp, thọ đủ thứ khổ, khiến cho chúng sinh làm ác, thấy những việc đó rồi, bèn sinh tâm sợ hãi, sinh tâm nhàm lìa, sinh tâm khiếp nhược, dứt trừ tất cả nghiệp ác của họ, mà phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Thiện nam tử, do ta dùng phương tiện khéo léo như vậy, mà khiến cho các chúng sinh bỏ mười nghiệp ác, trụ đạo thập thiện, rốt giáo an vui, rốt giáo an ổn, rốt giáo trụ nơi bậc nhất thiết trí.